Chào các bạn, hôm nay kể với các bạn câu chuyện về một trong những con mèo giàu nhất thế giới. Nó không chỉ có chỉ số thông minh vượt qua cả con người, mà còn kế thừa một khối tài sản kếch xù mà chủ nhân của nó để lại, sống một cuộc sống như hoàng tử quý tộc ở đỉnh cao của loài mèo. Một con mèo như vậy cũng phải đối mặt với sự hãm hại của con người. Câu chuyện khó tin này phải bắt đầu nói từ một trang viên quý tộc ở London, Anh. Trang viên này có lịch sử lâu đời hơn 600 năm, thuộc về gia tộc York. Vì chủ nhân của gia tộc lúc đó John A. Baker không có con cháu. Sau khi chết, ông đã để lại tài sản hàng trăm triệu đô cho con mèo mà lúc còn sống ông yêu quý nhất. Những người hầu gọi con mèo này là hoàng tử. Mỗi buổi sáng, hoàng tử thức dậy trong căn phòng sang trọng, đầu tiên nó sẽ kéo sợi dây treo trên giường. Cái dây này liên kết với chuông ở phòng bếp. Lúc tiếng chuông vang lên, tất cả người hầu đều bắt đầu bận rộn, vì quản gia sẽ mang bữa sáng đến phòng của hoàng tử, phục vụ con mèo quý này những nghi lễ như với các thành viên hoàng gia. Sau khi hoàng tử ăn xong bữa sáng, sẽ có hai nữ người hầu chuyên nghiệp ngoáy tai và massage kiểu Thái cho nó. Hoàng tử mỗi sáng đều sẽ soi gương, xem ra nó rất chú trọng vẻ ngoài của mình. Đến đi tiểu cũng có khí chất quý tộc. Hôm nay là ngày các luật sư đến đọc di chúc. John A. Baker không những để lại gia sản cho hoàng tử, mà còn ủy thác cho quản gia chăm sóc các động vật khác trong nhà. Di chúc như vậy khiến người cháu thân thiết của công tước John Lee cảm thấy rất tức giận. Ông ta đã đi theo dì mình hơn 10 năm nhưng cuối cùng cũng không có được gì. Thế là, ông ta quyết định giết hoàng tử để đoạt lại gia sản của gia tộc York. Sau khi làm xong công việc buổi sáng, hoàng tử thường sẽ ngồi trên cỗ xe hoàng gia thăm thú trong trang viên, lúc đó nó sẽ rất thân thiện, vẫy tay chào phóng viên và khách du lịch. Gần trưa, hoàng tử sẽ đến nói chuyện với các động vật khác ở trang viên. Những động vật này đều là những con mà John đã nuôi lúc còn sống, bây giờ đã trở thành những người bạn bên cạnh hoàng tử. Trong đó con có quan hệ thân thiết nhất với hoàng tử là chó mặt xệ. Chó mặt xệ mỗi ngày đều đem tin tức mới đến báo cáo với hoàng tử. Cuối cùng hoàng tử bắt đầu tuần tra nhà của mình. Ngay lúc nó sải bước về phía sảnh trước, Lee đột nhiên xuất hiện. Ông ta lấy cớ chơi trốn tìm bỏ hoàng tử vào giỏ, nhưng ông ta không trực tiếp giết nó mà ném nó xuống dòng sông chảy qua trang viên. Con mèo giàu có nhất trên thế giới này từ đó bắt đầu cuộc sống lưu lạc. Cùng lúc đó, ở một nơi khác của trái đất cũng có một con mèo hình dáng giống hệt hoàng tử, tên của nó là Garfield. Buổi tối hôm đó, Garfield nhân lúc chủ nhân Chapman không chú ý lại trộm mất một con gà nướng. Lúc chủ nhân chạy đến trách mắng nó, Garfield nằm xuống nũng nịu trả lời anh ta: "Chủ nhân à, tôi béo như vậy, anh nỡ để tôi chết đói sao? Hơn nữa tôi cũng đâu có ăn hết. Anh xem, không phải tôi đã để lại cho anh một đĩa xương sao? Có câu nói xương hầm thành canh, tốt cho sức khỏe, tâm ý của tôi, chắc anh hiểu chứ?" Nghe những lời này, chủ nhân cũng không còn gì để nói, từ lâu anh cũng đã quen với con mèo lười biếng và dẻo miệng này. Vì bạn gái của Chapman gần đây đi công tác ở London, nên Chapman đã quyết định đến London. Ngoài việc gây bất ngờ cho bạn gái còn muốn cầu hôn cô ấy. Một buổi sáng, Chapman đem hai con vật nuôi trong nhà đến cửa hàng thú cưng nhờ chăm sóc hộ. Garfield vốn đã quen với cuộc sống tự do, vừa bị nhốt vào lồng đã không ngừng làm loạn. Nhân lúc Chapman đang làm thủ tục ở quầy phục vụ, Garfield đã mở được cửa lồng, dẫn theo người bạn nhỏ của mình là Odai chạy ra xe của chủ nhân. Hai con vật âm thầm trèo vào ghế sau, vì thế chủ nhân không hề phát hiện ra. Cho đến khi Chapman đến London, gặp bạn gái trong khách sạn, khi hai người đang nói chuyện thân mật, khóa của túi hành lý đột nhiên tự động mở ra, dọa Chapman sợ chết khiếp. Sau đó Garfield và Odai bất ngờ từ trong vali chui ra. Chapman thắc mắc hỏi Garfield đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Garfield ngược lại rất tức giận nói: "Chủ nhân à, tôi vì cùng anh đi một chuyến đi xa, cả quãng đường tôi đã quá mệt mỏi rồi, còn suýt nữa bị mùi hôi của Odai làm cho chết ngạt, không tin, anh lại đây mà ngửi, ở đây vẫn còn cái mùi dơ bẩn đó." Vì bạn gái cũng ở trong phòng, nên Chapman không hề trách mắng Garfield. Đến chiều, Chapman và bạn gái hẹn hò, họ cùng nhau đi ăn lẩu hai ly dao của London, Garfield cũng muốn đi theo. Nhưng Chapman lấy lý do mèo ăn cay sẽ bị nóng trong người đã nhốt nó ở phòng. Garfield ở trong phòng buồn chán nên chuẩn bị đi tắm, nó muốn tắm sạch hết mùi hôi của chó lưu lại. Không ngờ nhà vệ sinh ở London lại không dễ dùng, điều này khiến Garfield cảm thấy thật phiền phức. Nó cùng Odai xem TV rất lâu, quả thật là nhàm chán. Thế là Garfield quyết định trốn ra khỏi phòng tự mình đi chơi. Nhân lúc nhân viên phục vụ khách sạn mở cửa, hai con vật đã chạy ra khỏi khách sạn. Không thể không nói, cho dù đến Anh nhưng trí tuệ của Garfield vẫn rất đáng nể. Đầu tiên nó đưa Odai ngồi xe buýt London màu đỏ, nó có kế hoạch đi thăm thú tất cả các địa điểm của London. Mặc dù không có điện thoại chụp ảnh, Odai cũng làm nhiều tư thế như model để tỏ ra dáng vẻ mà khách du lịch nên có. Bọn chúng còn đến trước cửa hoàng cung Anh, nhìn thấy nữ hoàng Elizabeth. Lúc này Garfield cố ý chạy đến trước mặt cảnh vệ đứng gác cổng, cảnh vệ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Odai nhìn cảnh vệ giống như một cây cột điện, thế là nó tè lên chân của cảnh vệ. Việc này khiến cảnh vệ Anh quốc rất tức giận, anh ta đuổi chúng chạy liền mấy con phố. Cũng chính vào ngày đó, quản gia của gia tộc York phát hiện hoàng tử đã mất tích, thế là ông một mình lái xe đi tìm nó, vừa hay gặp Garfield trên phố. Do Garfield và hoàng tử giống nhau như đúc, quản gia vừa gặp đã ôm nó lên xe. Garfield vốn định từ chối nhưng khi nó nhìn thấy bánh táo bày sẵn ở ghế sau, nó ham ăn đến nỗi không muốn rời đi. Nhưng người bạn của nó Odai lại rất lo lắng, nó vừa sủa vừa đuổi theo chiếc xe, nhưng chạy qua mấy con phố vẫn không đuổi kịp, Odai chỉ có thể từ bỏ dừng lại nghỉ ngơi. Đúng lúc này, hoàng tử lưu lạc ở bên ngoài chui từ dưới cống lên. Mặc dù hình dáng của nó giống Garfield, nhưng Odai vừa nhìn đã nhận ra nó không phải Garfield. Vốn quen làm hoàng tử, nó vừa lên đã yêu cầu Odai làm sạch vết bùn bẩn trên người nó. Odai tất nhiên không đồng ý, nó bắt đầu sủa lên. Trong lúc hai con đang tranh luận gay gắt, Chapman đúng lúc đã đi qua đó, anh ta không biết con mèo trên đất không phải là Garfield. Vì thế anh ta bế nó lên và mang về khách sạn. Ở khách sạn, Chapman tắm rửa sạch sẽ cho hoàng tử. Nhưng hoàng tử vẫn không hoàn toàn thỏa mãn với cách phục vụ này của anh ta.
Nó nhảy xuống nói chuyện với Odai, hy vọng Odai có thể giúp nó quay về hoàng cung. Nhưng Odai vẫn ngốc nghếch như vậy, chỉ biết đuổi theo cái đuôi của mình, còn lại cái gì cũng không biết. Hoàng tử chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trong thời gian này, Gafiet cũng đã đến được hoàng cung. Mọi người đều không nhận ra nó không phải là hoàng tử, nhưng những động vật khác trong trang viên nhìn ra điều đó. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không vạch trần hoàng tử, chúng đồng ý để Gafiet mạo danh hoàng tử. Bởi vì nếu hoàng tử không ở trang viên, Ly sẽ kế thừa gia sản và giết chết tất cả bọn chúng. Sau khi chó mặt sệ dẫn Gafiet đi tham quan một vòng hoàng cung, bọn họ đến căn phòng xa hoa của hoàng tử. Gafiet nhảy lên giường, bật lên nhảy xuống. Gafiet vốn vẫn còn thương nhớ chủ nhân, lúc này lại không muốn về nhà nữa. Nó muốn ở lại đây vài ngày để trải nghiệm cuộc sống quý tộc. Chó mặt sệ không chỉ dạy Gafiet cách sử dụng chuông, còn chơi đùa rất thân thiết với vị hoàng tử giả mạo này, thậm chí còn sẵn lòng làm chiến mã của Gafiet, cùng nhau vui chơi. Vì Gafiet là một con mèo ham ăn nên nhà bếp và người hầu phải tất bật chuẩn bị. Gafiet không ngừng kéo chuông, không ngừng ăn các loại cao lương mỹ vị. Tóm lại, tất cả những gì trước đây nó chưa từng ăn nó đều muốn thử một lần. Quản gia liên tục mang đồ ăn lên, ông ta mệt đến nỗi hai chân rã rời. Cuối cùng những đĩa thức ăn trong phòng đã chất thành núi. Nhưng Gafiet lại nói đó mới chỉ là bắt đầu, dọa quản gia sợ đến ngất đi. Nhưng Gafiet không biết là, ở cuộc sống quý tộc không chỉ có hưởng thụ mà còn có nguy hiểm. Sau khi Ly nhìn thấy con mèo đã tranh đoạt gia sản lại quay về, ông ta nghiến răng căm giận, lập tức quyết định giết nó thêm lần nữa. Ly tìm đến một con chó đen lớn, muốn để chó đen ăn gọn con mèo. Cùng lúc đó, các động vật trong trang viên cũng bắt đầu tập hợp lại, bảo vệ hoàng tử, giả mạo. Chó mặt sệ chặn đứng chó đen giữa đường để lợn con đi kéo chiếc quần của Ly. Sau đó chó mặt sệ và chó đen dùng chiếc quần chơi kéo co, điều này khiến chó đen thích mùi vị cái quần của Ly. Nó trực tiếp đến phòng Ly, xông lên giường và bắt đầu cắn xé. Quần của Ly mùi vị thật đặc biệt. Sau nhiều ngày ăn hết hoàng gia mỹ vị, Gafiet bắt đầu nhớ về những đồ ăn phổ thông ngày trước, trong đó thứ nó thích ăn nhất là mì ý. Để có thể ăn mì một cách ngon miệng, Gafiet triệu tập tất cả động vật đến nhà bếp, nó chuẩn bị tự tay làm món mì mà nó thích nhất. Dưới sự chỉ đạo của Gafiet, các động vật bắt đầu thể hiện khả năng của mình, sắp xếp công việc và bắt đầu các công đoạn làm mì. Đối với thành phần món ăn, Gafiet yêu cầu rất cao, đến trứng gà cũng phải dùng trứng gà mẹ vừa đẻ ra, có thể cảm nhận được độ tươi mới. Khó nhất là khâu chế biến sợi mì, chỉ có sợi mì được làm bằng tay mới có thể có hiệu quả đặc biệt. Nói về vấn đề ăn uống, Gafiet trước giờ rất coi trọng. Cuối cùng, sau khi các động vật được thưởng thức mì mà Gafiet làm, chúng đều đầu hàng trước tài nấu ăn của nó. Không ngờ, món ăn phổ thông như vậy lại có mùi vị hơn hẳn món ăn quý tộc. Còn bên phía hoàng tử thật lại có chút buồn chán, nó không cẩn thận ngã từ lan can của khách sạn xuống đất, may mà không ngã chết. Hoàng tử nhân cơ hội này trở về hoàng cung. Chapman lập tức đi tìm con mèo, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Anh không hiểu tại sao con mèo của mình không chào một câu đã chạy đi mất. Khi Odai mang tờ báo liên quan đến hoàng tử đến trước mặt Chapman, anh ta lúc này mới nhận ra, hóa ra Gafiet và hoàng tử đã trao đổi thân phận. Anh ta lập tức dẫn theo Odai đến hoàng cung tìm Gafiet thật. Lúc này các động vật trong trang viên cũng bắt đầu kế hoạch diệt trừ cái ác. Bọn chúng chiếm giữ cái hồ bơi mà bình thường Ly thích nhất, cố ý chọc tức ông ta. Ông ta quả nhiên trúng kế, đầu tiên bị lợn con chặn ngã, sau đó giẫm lên cái bẫy cào chín răng của chó mặt sệ. Ông già ngu ngốc đột nhiên bị cây gậy đập trúng đầu ngất đi. Việc này cũng hoàn toàn khiến ông ta tức giận, ông ta hạ quyết tâm giết bằng được con mèo. Ly ép quản gia nghỉ việc một tuần, để quản gia rời khỏi hoàng cung, như vậy sẽ không có ai chăm sóc con mèo, sẽ dễ dàng ra tay. Trùng hợp là hôm đó sau khi ăn lẩu xong, cô bạn gái Chapman cũng đi cùng đoàn khách đến hoàng cung tham quan. Giữa đường cô bị Ly kéo đến bắt chuyện, cảnh tượng này vừa đúng lúc bị Gafiet nhìn thấy. Nó cố ý kêu to vài tiếng để dụ Ly rời đi. Nhưng Gafiet vốn là con mèo ham ăn người làm, không bao lâu đã bị Ly dùng túi chụp lại và nhốt dưới tầng hầm. May mà các động vật ở trang viên kịp thời ứng cứu, Gafiet lại thuận lợi thoát ra ngoài. Lúc này Gafiet đã quyết định rời khỏi hoàng cung, nó từ từ xuyên qua hoa viên. Lúc đi qua bụi hoa, nó phát hiện trong vườn có một cái gương, ai để cái gương ở đây làm gì nhỉ? Gafiet cảm thấy rất tò mò, bắt đầu chơi đùa trước gương, nhưng nó vẫn cảm thấy cái gương này hơi kỳ lạ, cảm thấy cái gương đang bắt chước hành động của mình. Thế là nó khua chân múa tay tạo ra rất nhiều tư thế, hy vọng có thể nhìn thấy phản ứng của cái gương. Cuối cùng lúc hai con mèo cùng cười ha ha, khẩu khí của Gafiet đã làm hoàng tử ngất đi. Cuối cùng chứng minh đó không phải là gương, Gafiet rất đắc ý, hai con mèo chính là gặp nhau như thế. Hoàng tử, thật quay lại, tất cả các động vật trong trang viên đều kéo đến chúc mừng. Các động vật nói, hôm nay là ngày ký kết hợp đồng chuyển nhượng thuê bất động sản. Lúc đó Ly đang ở cùng luật sư, ông ta nói với luật sư hoàng tử đã chết và yêu cầu luật sư sang tên quyền sở hữu cho mình. Các động vật vì bảo vệ trang viên quyết định vạch trần âm mưu của Ly, còn Gafiet cũng ở lại giúp bọn chúng. Lúc này Chapman dẫn theo Odai cũng đến hoàng cung, vừa hay anh ta gặp được quản gia chuẩn bị nghỉ việc. Sau khi anh ta nói với quản gia mọi chuyện, hai người lập tức cùng nhau quay về hoàng cung. Lúc này, kế hoạch tấn công của các động vật đã bắt đầu. Đầu tiên Gafiet đi đến trước cửa hoàng cung, nó đã dẫn dụ được con chó đen lớn canh cổng. Chó đen bắt đầu chạy đến truy đuổi Gafiet, nhưng chớp mắt Gafiet đã trèo lên đầu trâu làm cho chó đen sợ chết khiếp, quay đầu bỏ chạy, bị trâu đuổi chạy từ phía trong trang viên. Tiếp theo các động vật sử dụng rất nhiều chiêu thức, khiến Ly bị mắc bẫy liên tiếp. Ly đã chịu không ít đau khổ lại bị chó đen nhắm đến, nó muốn xông đến cắn nát quần áo ông ta, cắn đến nỗi bộ dạng ông ta lúc này như một tên ăn xin. Lúc này, luật sư cũng nghi ngờ âm mưu của Ly, ông ta tức giận cầm vũ khí lên uy hiếp luật sư. Lúc này, hoàng tử và Gafiet cùng xuất hiện trên bàn, Ly không hiểu tại sao lại có đến hai hoàng tử. Quan trọng nhất là hoàng tử đã đóng dấu vào thỏa thuận chuyển nhượng. Đúng lúc Ly muốn giết chết hoàng tử, Chapman và Odai kịp thời xuất hiện. Odai nhảy lên cắn Ly, còn chủ nhân thì đánh hắn ngã lăn ra đất.
Tiếp theo, Li bị quản gia gọi cảnh sát đến bắt đi, từ đó về sau cũng không có ai tranh đoạt gia sản với hoàng tử nữa. Chapman cũng nhân cơ hội này cầu hôn bạn gái ở một trong những cung điện cổ nhất thế giới. Câu chuyện hài hước liên quan đến những chú mèo này đã kết thúc cùng với vũ điệu của Garfield và hoàng tử. Garfield tập 2 lên sóng vào năm 2006, so với tập 1 với sự tiến bộ của kỹ thuật đã làm cho biểu cảm của Garfield phong phú hơn, còn chân thật hơn các bộ phim con người đóng. Mặc dù vẫn chưa đủ gây cười nhưng những biểu cảm của hai chú mèo vẫn rất bắt mắt. Trước đây chỉ có một con mèo tự mình chơi đùa, bây giờ đã có hai con mèo cùng nhau chơi đùa, sợ là cung điện của gia tộc Yorkshire sắp bị cuộn tung rồi. Câu chuyện hôm nay kết thúc ở đây, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.